Lôi ngoài trong gia đình ba bè bốn bên, các ông các bà thông gia cùng gia đình ta chủ. Kính thưa các cụ, các ông các bà trong thôn ngoài thôn, ông Nguyễn, ông Dương Đình Trả sinh ngày 16 tháng 10 năm 1950. Ông sinh ra tại Đông Lỗ, Ứng Hòa, thành phố Hà Nội năm 1969. Ông lên đường nhập ngũ sau năm 1976, đã về thủy sản. Ông tham gia công tác và xây dựng gia đình cùng gia đình đến năm 2011. Ông đã về hưu cùng gia đình nghỉ tại thôn Suối Xíu. Trong thời gian ông về hưu cuối cùng gia đình, với sự không may cuộc đời của ông thì cơn đau, ông đã đột ngột từ trần vào hồi 15:50 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 12 tháng 12 năm 2022. Hôm nay bà con nhân dân về đây thắp nén hương tưởng nhớ ông và đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt ban thân lễ, xin kính mời ông Lê Quang Hậu, trưởng thôn, lên đọc lời nếu. Xin kính mời ông. Sau đây xin phép thay mặt tổ ban chúng ta xin được có lời hiếu văn chia buồn trước linh cữu của ông Dương Đình Trạng. Kính thưa hương hồn ông Dương Đình Trạng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng bà con nhân dân thôn Suối Xíu Bê, kính thưa các cụ, các ông, các bà thông gia họ hoàng nội ngoại gần xa đã có mặt trong tang trường hôm nay. Trong giờ phút bồi hồi xúc động xót thương tiếc, chúng ta tập trung tại đây để vĩnh biệt tiễn đưa một con người, đó là ông Dương Đình Trạng. Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1950, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuần thúy tại thôn Ngọc Chuộc, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Từ lúc còn nhỏ, ông được gia đình nuôi dưỡng cho ăn học tại trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, Chợ Cháy, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Đến tháng 7 năm 1969, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã rời mái trường thân yêu, rời quê hương, tham gia lên đường nhập ngũ vào năm chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ. Sau đó, ông đã bị thương và được chuyển ra Bắc về điều dưỡng tại đoàn 587. Năm 1976, từ người lính trở về quê hương mang trong mình thương tật chiến tranh, và ông đã lập gia đình và chuyển ngành làm công nhân tại trạm thủy sản Đồng Tranh.
Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông luôn cố gắng lao động, học tập, vươn lên với những thành tích đạt được trong những tháng năm công tác. Năm 1990, ông đã được đề bạt giữ chức vụ trạm phó trạm thủy sản và trạm trưởng cho đến năm 2011, ông được nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ. Từ đây, ông có thời gian dành hơn thăm non con cái cũng như sinh hoạt gần gũi với bà con làng xóm. Để ghi nhận tấm lòng kiên trung, tinh thần tận tụy và những đóng góp đối với sự nghiệp, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, ông đã được Đảng tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương và đã được Đảng Nhà nước tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3 và nhiều phần thưởng huy chương cao quý khác. Kính thưa hương hồn, ông, công lao đóng góp của ông đã được Đảng Nhà nước đã ghi nhận, nhưng cái lớn nhất của ông đã để lại là tấm gương về lòng yêu thương, tính khiêm tốn, thật thà. Ông đã làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha, một người ông mẫu mực. Đúng như người xưa thường nói, trên nối nghiệp tổ tiên truyền lại, dưới nêu gương con cháu noi theo. Cuộc đời của ông đã giữ được nếp nhà êm ấm, dẫn mình đóng góp cho dân, cho nước và nuôi dạy con cháu ông. Bà sinh được 3 người con, 1 trai, 2 gái và đã có 2 cháu nội, 4 cháu ngoại. Các con cháu của ông bà đã trưởng thành và yên bề gia thất. Các cháu đều là con ngoan trò giỏi. Trở lại những năm gần đây, ông thấy bao nhiêu phấn khởi và những đổi thay hàng ngày nơi ông đang sinh sống. Nhưng thật tiếc thay cho ông, không được chứng kiến những đổi thay chắc sẽ còn to lớn hơn. Ông đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 15:50 ngày 3 tháng 1 năm 2023. Trái tim ông đã ngừng đập sau một cơn đau đột ngột tại gia đình nơi ông từng gắn bó. Ông ra đi trong vòng tay yêu thương, đau nhớ của cháu con họ Mạc. Ông hưởng thọ 70 tuổi. Kính thưa toàn thể bà con trong tăng trường, chỉ còn ít phút nữa thôi, ông sẽ tiễn biệt chúng ta để về với tổ, với tiên, để vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh. Tình đầu, tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng. Với đạo đức của ông, bạn bè, xóm làng, ai cũng lưu luyến, tiếc thương. Ông ra đi, vợ ông mất đi một người chồng mẫu mực yêu thương, các con mất đi một người cha kính yêu. Kính trọng, bao dung, độ lượng, các cháu mất đi một người ông vui tính, kính yêu. Ông ra đi, gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì thay thế nổi. Thế là tình nghĩa vợ chồng ngàn thu vĩnh biệt, cảnh âm dương đôi ngả chia lìa. Dâu rể con cháu tiếc thương, đời người thôi thế là xong một đời. Kính thưa gia đình tan quyến, trong giờ phút tiếc thương vô hạn, chúng ta tiến đưa ông về nơi vĩnh hằng. Thay mặt ban lễ tang và toàn thể nhân dân trong thôn, chúng tôi xin hứa sẽ xin chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình và xin hứa với ông, chúng tôi luôn đoàn kết thống nhất cùng với nhân dân trong thôn, thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, làng xóm văn minh. Kính chúc ông yên giấc ngàn thu, ngủ yên mà đẹp, sống khôn thác thiên, phù hộ cho gia đình họ hàng làng xóm luôn mạnh khỏe để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Trước bàn thờ khói hương bay tỏa để tương nhớ hương hồn ông và vĩnh biệt ông mãi mãi, chúng tôi đề nghị tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể nhân dân có mặt trong tang trường để một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu.
Xin kính mời một ông đại diện cho gia đình để cảm ơn. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa, các gia đình thông gia. Ông Dương Đình Trải sinh năm 1950, quê quán tại thôn Ngọc Trục, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, nơi thường trú thôn Suối Xíu Đê, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Không may đột ngột qua đời, về với tổ tiên vào hồi 15 giờ 50 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày 12 tháng 12 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 74 tuổi. Lễ viếng ông đã được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 ngày 4 tháng 1 năm 2023, đã được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương cùng bạn bè, bà con lối xóm gần xa đã biết tin, bớt chút thời gian đến thụng viếng và chia buồn tới gia đình chúng tôi. Anh tôi đột ngột mất đi là một tổn thất lớn, đau đớn, lớn lao cho gia đình chúng tôi.